Xin chào các bạn, mình là Ngọc Thịnh đến từ Ngọc Thịnh Rubik Shop và cũng là thành viên của siêu thị tầng 11. Hôm nay mình sẽ làm clip mở hộp cái đế kê cao cấp từ hạng gai có màu xanh dương như này. Thì bên trong sẽ là cái hộp, màu xanh dương và một cái đế kê màu cam hình trong suốt như này và có logo gai được in trên cái đế kê. Thì để cục Rubik sẽ như này. Đấy, để đế kê ra Rubik.